Sáng ngày 21 tháng 4 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala. Tại lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng Petr Fiala đã hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác hai nước. Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Cộng hòa Séc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, giúp đỡ đào tạo hàng nghìn cán bộ kỹ sư, lao động Việt Nam sang học tập và lao động tại nước này. Cộng hòa Séc là nước Đông Âu đầu tiên cấp ODA cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2022 đạt 848 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2021. Tính đến hết năm 2022, Cộng hòa Séc có 41 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn 92 triệu đô la Mỹ. Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, nhất là việc ký phê chuẩn hai hiệp định giữa Việt Nam và EU về thương mại tự do Việt Nam-EU EVFTA và về bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU EVIPA. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Séc tới Việt Nam sau khi nhậm chức và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai bên. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Séc nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc trên tất cả các lĩnh vực lên tầm cao mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Hiện cộng đồng người Việt tại Séc có khoảng 100.000 người và hơn 200.000 người Việt đã từng sống, học tập, làm việc tại đây.